Xin chào mừng tất cả quý khách hàng tới với kênh của Sang Ford. Mình là Sang và mình bán xe Ford ở Sài Gòn. Quý khách hàng hãy lưu số Sang vào máy để bất cứ khi nào mua xe Ford gọi ngay cho Sang để được hỗ trợ tốt nhất. Trong tháng 3 vừa qua, Ford Việt Nam đã cho ra mắt một phiên bản Everest Sport với diện mạo mới, thể thao hơn, trẻ trung hơn, với các trang bị ngon lành mà mức giá chỉ có là 1.1 tỷ. Thì phiên bản Everest Sport này khá giống với Everest Titanium và chênh lệch nhau là 69 triệu. Vậy hãy cùng Sang khám phá hai phiên bản hot nhất của Everest có những điểm gì khác nhau để quý khách hàng có thể lựa chọn mua một chiếc xe hợp lý. Đầu tiên là một vài điểm giống nhau quan trọng trên hai phiên bản. Cả hai xe đều là xe một cầu và dẫn động cầu sau, đều sử dụng một động cơ dầu 2.0 có turbo cho sức mạnh lên tới 180 mã lực và kết hợp với một hộp số tự động lên tới 10 cấp số. Kết cấu hệ thống khung gầm chắc chắn, hệ thống treo hoàn toàn giống nhau. Các công nghệ an toàn đầy đủ và có đủ 7 túi khí. Về những điểm khác nhau, thứ nhất là ngoại hình. Hai phiên bản với hai phong cách thiết kế, hai cá tính khác nhau. Everest Sport thì mang lại cho chúng ta một cảm giác thể thao và trẻ trung với các chi tiết ngoại thất được sơn đen bóng như là mặt ca lăng, cản trước sau, mâm xe, tay gương, tay nắm cửa. Trong khi đó, phiên bản Titanium mang hơi hướng thể hiện sự thanh lịch và sang trọng, đó là những nét chrome bóng bẩy. Everest Titanium có trần màu đen, hòa hợp với tông màu tối của nội thất xe. Everest Sport có trần xe màu kem. Có một điểm rất hay, Everest Sport sử dụng đường chỉ may màu xanh, tạo cảm giác thể thao. Miếng ốp ở phần táp lô có vân xanh rất đẹp mắt. Phiên bản Titanium vì đắt tiền hơn nên chắc chắn có một số trang bị nâng cao hơn phiên bản Sport, đó là bộ cảm biến phía trước, cảnh báo điểm mù, chức năng sưởi ấm ghế, ghế phụ chỉnh điện, hàng ghế ba gập điện và 10 loa, trong khi Everest Sport thì có 8 loa. Everest Sport cũng không hề thua kém, vẫn có đá chân để mở cốp. Và có một điểm này, phiên bản Sport tuy thấp giá hơn nhưng lại xịn hơn phiên bản Titanium. Đó là Everest Sport có bánh dự phòng 20 inch, trong khi phiên bản Titanium chỉ có bánh dự phòng 18 inch. Kết thúc câu chuyện so sánh, Everest Sport và Everest Titanium không có quá nhiều điểm khác biệt và mức chênh lệch nhau cũng không quá cao. Và Sang tin là quý khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với phong cách của bản thân, Sport thể thao hoặc là Titanium thanh lịch. Sang làm video này thứ nhất là muốn quý khách hàng hiểu rõ thêm về hai phiên bản, về hai lựa chọn. Và thứ hai là quý khách hàng hãy lựa chọn mua cho mình một chiếc xe phù hợp với sở thích, với nhu cầu của bản thân và gia đình. Đối với việc lựa chọn một dòng xe SUV gầm cao và cụ thể là Everest thì Sang có một số chia sẻ như sau. Hãng Ford nói chung và Everest nói riêng luôn đề cao sự an toàn lên hàng đầu. Hệ thống kết cấu khung gầm thân vỏ cực kỳ chắc chắn. Tại những vị trí cần thiết thì xe sẽ được trang bị những thanh thép bô rông siêu cứng để bảo vệ tối đa cho người ngồi phía bên trong. Các công nghệ, các trang bị an toàn của hãng Ford thì luôn được thử nghiệm nghiêm ngặt và áp dụng đầy đủ trên xe của chúng ta. Ở điều kiện đường xá Việt Nam rất nhiều ổ gà, ổ voi thì chắc chắn là quý khách hàng sẽ cần một chiếc xe bền bỉ. Thì Everest là một chiếc SUV khung gầm rời chắc chắn. Hệ thống treo phía sau là liên kết đa điểm Watling nổi tiếng của hãng Ford. Và hệ thống treo phía trước đó là tay đòn kép. Và với hệ thống treo tay đòn kép phía trước, khi đi tốc độ cao mà vô tình bị sập ổ gà, ổ voi thì quý khách hàng có thể yên tâm hơn rất nhiều chiếc xe khác. Everest mang tới một cảm giác lái tốt. Thứ nhất là động cơ dầu 2.0 có turbo cho sức mạnh lên tới là 180 mã lực. Và kết hợp với đó là một hộp số tự động 10 cấp, một cái khung gầm chắc chắn thì các bạn đi cực kỳ êm ái. Và phải nhắc tới đó là khi chúng ta đi Everest, chúng ta sẽ cảm nhận được sự an toàn bao bọc chúng ta. Everest có độ cách âm tốt nhất trong phân khúc, Sang đánh giá điểm này rất là cao. Và cuối cùng, Everest là chiếc xe nhập nguyên chiếc từ Thái Lan. Nhập nguyên chiếc từ Thái Lan thì chúng ta có một chiếc xe chất lượng, một chiếc xe không bị đánh thuế nhập khẩu, nên chúng ta có một giá thành rất là hợp lý. Vậy đó là một vài điểm mấu chốt để quý khách hàng có thể lựa chọn một chiếc xe phù hợp với gia đình mình. Đối với Ford Everest thì đó là sự an toàn, sự bền bỉ, cảm giác lái tốt và giá thành hợp lý. Sau khi xem hết video thì quý khách hàng sẽ lựa chọn Everest Sport hay là Everest Titanium.
Ford Everest hay là bất cứ một chiếc xe nào khác, hãy cho Sang biết những cảm nhận, những đánh giá của quý khách hàng bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và đừng quên lưu số Sang vào máy để bất cứ khi nào mua Ford, gọi ngay cho Sang để được hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video lần sau.